Hello anh em, mình Hiếu Học. Trên bài mình đây là con RTX 4060 Ti, con cạp bị chê nhiều nhất là 40. Tiếp theo là một con RTX 3070 Ti, ông Hoàng ăn điện. Cuối cùng là con RTX 4070. Và hôm nay hãy cùng mình so sánh chi tiết ba mẫu cạp hòa trong phân khúc từ 11 cho đến 17 triệu đồng này. Xin chào, chúng mình đã quay trở lại với Full Smart World. Rồi, ở trong video này chúng ta hãy cùng so sánh hiệu năng của ba con cạp này thông qua các tựa game. Và mình sẽ không đánh giá hiệu năng trong video ở đây nhé. Và cũng như chúng ta sẽ không mang những con cạp đồ họa Raiden vào đây, bởi vì ở Việt Nam thì các cạp đồ họa của AMD khá là hiếm hàng, cũng như là nó support công việc không thể nào tốt bằng NVIDIA được. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhìn vào bảng spec này. Trên cả ba con cạp, chỉ duy nhất con 4060 Ti là chỉ sử dụng chuẩn GDDR6, trong khi hai mẫu còn lại đều là GDDR6X. Thực ra việc này cũng không đến mức đáng để bị chỉ trích cho lắm, vì chúng ta đã được kiểm chứng ở đời 3060 Ti với hai phiên bản X và Non-X rồi. Cơ mà có thì vẫn tốt hơn đúng không anh em? Bỏ qua các thông số như là xung nhịp hay số lượng nhân CUDA do ba con cạp đồ họa này có mức giá khác nhau. Hãy đi đến thẳng với tiến trình sản xuất. Sau thế hệ 4000 này, NVIDIA đã không còn dựa vào tiến trình 8 nanomet của Samsung nữa, mà đã về với TSMC với tiến trình 5 nanomet. Rất nhiều anh em nói NVIDIA thế hệ này đắt hơn. Đúng như vậy, nhưng mà cái giá để trả cho công nghệ cũng không rẻ đâu anh em. Hãy bắt đầu với RTX 4060 Ti. Nó có mức TDP chỉ là 160W, hiệu năng thuần cho ra không xét tới DLSS thì nó sẽ nhỉnh hơn 3060 Ti một khoảng là 10%. Và chúng ta sẽ có một con 3060 Ti ăn vào khoảng 200W điện, nghĩa là hiệu năng trên mỗi watt điện đã được mạnh hơn và cải thiện hơn rất là nhiều. Còn xét về mức giá thì mình sẽ chỉ xét tới hàng mới thôi nhá, cho công bằng, chứ không anh em lại so sánh với hàng cũ hay châu thì vô vàn lắm. 4060 Ti đang có mức giá tương đương với con 3070 mới. Hiệu năng thuần sẽ thua thiệt hơn 3070 rơi vào khoảng 5% ở đa phần các tựa game, nhưng 3070 ăn tận 250W điện lận. Con số này sẽ còn kinh khủng hơn khi xếp tới con 3070 Ti trong ba con cặp mà mình phân tích ở trong video ngày hôm nay. Nó ăn tối đa lên tới tận 330W điện. Vâng, nhiều bạn chỉ chăm chăm nhìn vào hiệu năng mà không quan tâm tới điện năng tiêu thụ thì mình sẽ không bàn tới. Nhưng nếu mức chênh lệch điện rơi vào khoảng 200W như thế thì một năm chúng ta sẽ phải trả thêm một khoản khá tiền đó. Đó là tất cả những điểm có thể coi là tích cực của con cặp này. Còn lại thì mình vẫn không hiểu vì sao mà bus width của con này lại chỉ có 128 bit, trong khi con 3060 Ti đã là 256 bit rồi. Trong quá trình trải nghiệm thì đúng thật là con nào mà 3060 Ti chết thì con 4060 Ti cũng chết thật. Hãy nhìn vào bảng số liệu sau. Nếu so sánh nó với RTX 3070 thì FPS cũng chỉ 19-10, nhưng có tựa game RTX 3070 cho ra mức FPS cao hơn. Chưa kể đến việc nó chỉ có 8GB RAM, trong khi một con cạp như 3060 đã có tới 12GB RAM rồi. Thực tế đối với các tựa game 3A hiện tại, 8GB RAM đã có thể coi là thiếu rồi. Còn lại, nếu xét trên phân khúc giá hàng mới thì việc bỏ thêm vào khoảng một củ từ 3060 Ti lên tới 4060 Ti thì mình vẫn thấy nó đáng, vì 4000 series sẽ còn rất nhiều công nghệ mới khác ngoài DLSS 3 ra để đến hỗ trợ stream định dạng IPv1. Nhìn hơn mức giá của nó, với phân khúc giá hàng mới nằm ở giữa 4060 Ti và 4070 sẽ là con RTX 3070 Ti này. Theo mình thấy, nếu như anh em không quan tâm tới tiền điện thì đây vẫn là một sự lựa chọn tốt. Với bản Asus Turbo 3 Fan, nhiệt độ trong suốt quá trình test chỉ rơi vào tầm khoảng từ 5-6X. Quá mát nếu mà so với một con cạc có mức TDP rơi vào tầm khoảng 330W. Hiệu năng thì cũng ở giữa hai con cạc trên luôn. Chỉ có điều là DLSS của nó không hiệu quả bằng dòng 4000 series thôi. Nói chung thì nó vẫn là một trong những con cạc đồ họa tốt nhất để anh em có thể trải nghiệm gaming ở độ phân giải 2K. Còn đối với mình thì mình sẽ không lựa chọn nó, vì đơn giản mức hiệu năng như vậy mà ăn tận 330W điện, mình sẽ dành tiền để lên 4070. Rồi, giờ chúng ta hãy cùng đến với con RTX 4070 này. Theo ý kiến cá nhân của mình, đây là một con cạc đáng mua trong khung giá của nó, tuy rằng lượng VRAM của nó hơi ít một tí. Chúng ta sẽ có 12GB VRAM chuẩn GDDR6X. Mình thì đã hy vọng rằng nó sẽ rơi vào tầm khoảng 16GB VRAM, vì muốn dĩ con cạc này đã quá mạnh để chơi các tựa game Full HD rồi. Nhưng lên tới 2K thì 12GB VRAM lại đúng kiểu là đủ ăn, thậm chí thì có tựa game nó còn đói VRAM. Hiệu năng chênh lệch với con 3070 Ti là rất rõ ràng nhận ra, và DLSS của nó cũng đáng để trải nghiệm. FPS giữa bật và không bật có thể tăng gấp đôi ở độ phân giải 2K. Với phân khung giá đầu tư rơi vào tầm khoảng 17 triệu đồng thì nếu anh em dùng để chơi game thì thực sự nó đáng để với số tiền bỏ ra. Còn nếu nói về việc render video thì không, vì nếu bỏ ra tầm khoảng 2 đến 3 củ nữa anh em đã có thể render với một con 3090 24GB VRAM. Tất nhiên thì là hàng đã qua sử dụng. Không thì anh em có thể chọn bằng hai con 3060 12GB VRAM. Giá 3060 mới bây giờ bằng đúng một nửa giá của 4070. Ok anh em, thông qua video này thì mình có một kết luận cho anh em như thế này. Nói chung thì anh em nên đợi bảng 4060 Ti 16GB RAM anh em ạ. Bởi vì cả ba con cạc này thì bây giờ nó cũng hơi lơ cỡ một chút. Nhưng mà nếu anh em có tiền và anh em muốn có một con cạc có PCB tốt nhất, mình sẽ recommend cho anh em con 3060 Ti. Đó cũng là một con cạc tốt và cũng như là đáng giá tiền. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.